Chào anh em Thợ Điện Lạnh. Hôm nay tôi lên clip này cùng với các bạn ôn lại lý thuyết căn bản về điện tử. Trước khi vào sửa bo mạch, máy lạnh, máy giặt, mình phải nắm vững lý thuyết căn bản và nguyên lý hoạt động của mạch thì mình sẽ sửa được nó. Hôm nay mình sẽ ôn điện trở và tụ điện nha. Các bạn gắn thuộc mấy vòng màu nha: đen, nâu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, xám, trắng. Lục này là xanh dương nha. Lục này là xanh lá, lam là xanh dương. Đen là không nè. Nâu là 1. Đỏ là 2. Cam là 3. Vàng là 4, xanh lá là 5, xanh dương là 6, tím là 7, xám là 8, trắng là 9. Nâu này á, cái vạch màu cuối cùng mà nâu á là cộng trừ 1 nha. Vạch màu cuối cùng mà màu đỏ á là cộng trừ 2. Sai số các bạn. Sai số hay còn gọi là dung sai. Sai số của nó là vàng kim bằng kim. Nếu mà một màu vàng kim á là sai số nó là cộng trừ 5%. Bạch kim hay là bạc kim đó, sai số của nó là cộng trừ 10% nha. Bây giờ mình đi vào điện trở ba vòng màu. Hai vòng đầu hai vòng màu đầu á là số có nghĩa thật nha. Vòng màu thứ ba là số 0 của vật lý thừa 10. Nó không có gạch sai số, không có màu vàng kim, bạc kim gì hết, nhưng mà nó là sai số là cộng trừ 20% nha. Nếu nó không có là nó cộng trừ 20%. Sai số nó cho 20%. Mình ví dụ con liền trở. Đỏ, tím, nâu,
là 2, tím là 7, cái này nâu á là 1, là 1 số 0 nha. Nâu này là 10 mũ 1 á, là 1 số 0. Nó không có vàng kim bạch kim hết thì cộng trừ 20% nha. Vậy EG này là 270 ohm nha các bạn. Cộng trừ 20%. Điện trở 4 vòng màu. Hai vòng đầu là số có nghĩa thực. Vòng màu thứ ba là số 0 của vật lý thường 10. Vòng màu thứ tư là sai số. Sai số hay là dung sai. Ví dụ nha. Đỏ, đỏ, cam, vàng kim. Đỏ là 2 nè. Đỏ là 2 nè. Cam là 3, là 3 số 0 nha các bạn. Thì con điện trở này là 22 kg ohm, cộng trừ 500. Vàng kim là 5%. Các bạn không cần để ý cái phần sai số này cũng được, nhưng mà mình nói để cho hiểu vậy thôi. Điện trở 5 vòng màu. Ba vòng màu đầu là số có nghĩa thực. Vòng màu thứ tư là số 0 của lý thường 10. Vòng màu thứ năm là sai số. Để con điện trở thử. Ví dụ xanh lá, xanh dương, đen, cam, nâu,
Xanh lá là 5, xanh dương là 6, đen là 0, cam này là 3, là 3 số 0 nha các bạn. Nâu này là cộng trừ 1. R bằng 560 kg. Cộng trừ 1. Bỏ luôn cũng được các bạn, không cần để ý tới nó. Ví dụ một cái nữa, xanh lá, xanh dương, đen nâu, rồi nâu nữa, xanh lá 5, xanh dương 6, đen là 0, nâu là một số 0. Nâu cuối cùng này là cộng trừ 1 nha. Vậy là con điện trở này là 5,6 kg. Bây giờ mình nói cho các bạn cái phần mà điện trở đặc biệt luôn nha. Các bạn để ý phần điện trở đặc biệt mình hay quên lắm. Điện trở đặc biệt này á, nó thường nó có 4 vòng màu. Hai vòng màu đầu là số có nghĩa thực. Nếu hai vòng màu cuối là vàng kim, nếu hai vòng màu cuối là vàng kim, thì mình chia cho 10 nhé các bạn. Thì chia cho 10 đưa sơ là cho các bạn thấy. Nãy giờ không biết thấy không. Nếu hai vòng cuối, trường hợp thứ hai nha, nếu hai vòng màu cuối là bạch kim, là bạc kim, á, thì ta chia cho 100.
ví dụ nha, lấy con điện trở ví dụ cho các bạn coi coi. Ví dụ con điện trở này vàng tím, vàng kim, vàng kim. Vàng là 3 nha các bạn. Tím là 7 nè. Vàng kim thì mình chia cho 10. Thì EG này nè bằng 37 ohm chia cho 10. Tức là mình vàng kim mình giờ về một con phải một cái. Tức là 3.37 nha. Dụ con nữa coi. Nâu, tím, vàng kim, vàng kim. Nâu là 1, tím là 7, vàng kim là EG bằng 17 chia cho 10 bằng 1.7 nha các bạn. Con này nâu đỏ chứ không phải xám đỏ, vàng kim vậy là cái này 8 ohm 2 nè, 8 ohm 2. Mình không có cái con nào mà bạc kim cho các bạn coi. Tại vì bạc kim là nó nhỏ hơn 1 ohm. Mấy con điện trở ít xài. Rồi giờ mình ôn cái phần đơn vị cho các bạn luôn đi. Nó có 3 đơn vị cái gì? Ohm nè, kilo ohm và mega ohm. 1 kilo ohm bằng 1.000 ohm. 1 mega ohm bằng 1.000 kilo ohm. Này bằng 10 mũ 3 ohm. Này bằng 10 mũ 3 kilo ohm. Vậy 1 mega ohm thì bằng 10 mũ 6 ohm, phải không? Rồi mình lấy mấy cái này cho các bạn thôi. Cái phần mà mấy con điện trở mà ghi số trên con điện trở nha. EG47 4 EG7 47 EG. EG47 là 0.47 ohm nha. 4EG7 là 4.7 ohm. 4EG7 là cái này là 4.7 ohm nha. 47EG là 4.7 ohm. K47 4K7 và còn 47K tức là ký rồi, 47 ký rồi. K47 là 0.47 ký. 0.47 là ký ohm đó nha. Này là
4-7 kg. Còn nếu như mà 4-7 kg là 4-7 kg. Mê 47, 47. Thế này là 0,47 mê nha, mega ohm á. Này là 4,7 mega ohm á. 47 mê thì là 47 mê. 47 mê là 47 mê. Và mình ví dụ con điện trở trong thanh điện trở nó có ghi là 4,7,2. Vậy thì cái này EG bằng 4,7, mình hạ xuống hai con đầu, mình hạ xuống con số 2 là 2 số 0, đơn vị là ohm. Vậy cái này là bằng 4,7 ký ohm. Nếu mà 4,7,3 thì ở đây mình thêm 3 số 0, vậy là 47 ký. Nếu 4,7,3 là 47 ký nha các bạn, 47 ký ohm. Rồi có con điện trở nó ghi như thế này, 10W, 5 ohm, G EG máy, EG bằng 5 ohm. Công suất của nó chịu đựng tối đa B bằng 10W. G là sai số nha, G là sai số, G là sai số. Nó là cộng trừ 5%. Còn K là cộng trừ 10%. G là cộng trừ 2%. Mình có con điện trở cho các bạn coi. 5W, 2 ohm, 2G. Vậy EG nó bằng là 2 ohm 2. Công suất chịu đựng tối đa của nó là, công suất của nó là 5W. G là sai số, cộng trừ 500. Sẵn đây mình nói con biến trở luôn đi. Biến trở nó có 3 chừng. Rồi đây là chừng 1 đây, đây là chừng 2, đây là chừng 3. EG 1,2 cộng EG 2,3 là nó bằng EG 1,3. Con biến trở này nó cấu tạo nó là bằng một thang, nó có một cái con trượt mình dặn đó, nó sẽ ăn từ từ. Thường á mình đo chung 1,3 là con giá trị thật của con biến trở. Chung 2,3 mình dặn theo chiều kim hồ thì giá trị nó giảm dần. Chung 1,2 mình dặn theo chiều kim hồ giá trị nó tăng dần. Mình có con biến trở này nè. Biến trở này là 50 kg nè, B 50 kg. thì là vậy là cái này là 1,3 này bằng 50 kg này các bạn.
có nhiều bạn nói chân một hai lại luôn, là mình xài hai chân thì lúc đó mình tăng giảm điện trở nó dễ hơn. Rồi biến trở mình chỉ nói sơ vậy thôi. Giờ mình qua phần tụ điện nè. Tụ điện này mình nói về hai phần, tức là tụ AC và tụ DC. Tụ AC thì không phân biệt cực tính nha các bạn. Tụ DC thì phân biệt cực tính là mình phải gắn đúng chiều âm dương của nó. Giờ mình nói về tụ AC. Tụ AC thì nó có hai loại. Mình tụ ngậm và tụ đề nha. Bây giờ mình nói về tụ đề trước đi. Mình vẽ một cái relay cường độ cho các bạn xem nha. Ví dụ vậy, gọi là cường độ đơn giản, nhưng mà dễ hiểu thôi. Đây là cái điểm thường ở nha của gờ le cường độ, thường gờ le đề đó cũng là nó thường ở, là nó ký hiệu là NO. Mình ví dụ đây là một cái lốc hoặc là một motor một pha nha. Này lần chung. Này lần chạy. Này lần đề. Ví dụ như đây là một line AC. L. Nó qua một cái cầu chì đi. Thôi khỏi cầu chì cũng được, mà nó qua, nó vô thường vô chung nó có một cái overload đó, là relay nhiệt đó nha. Nó cũng như là một cái relay nhiệt. Overload. Rồi nó mới vô chung. Cái overload này nó là một cái tiếp điểm thường đóng. Khi mà quá tải nó nóng lên nó sẽ làm hở cái lưỡng kim, hở cái lưỡng kim lên là tiếp điểm nó hở. Thường đóng thì mình ký hiệu là NC. Khi quá tải nó nóng lên nó dãnh lưỡng kim thì nó mới hở ra nha.
Và đây, đây là một line nữa đi. Là line ACNN đi. Đây là tụ đề nè. Đấy, glass cường độ mình ghi luôn đi. Glass cường độ hay là còn glass đề đó các bạn. Thì cái tụ đề này á, nó có điện dung lớn gấp 3 lần, khoảng 3 lần so với tụ ngầm. Mà điện áp của nó sẽ thấp hơn khoảng phân nửa của tụ ngầm, là tụ chạy đó. Tụ đề này nè, tụ đề nè. Có điện áp. Bằng 1/2 điện áp của tụ chạy. Và điện dung của nó thì nó gấp 3 lần so với, còn có thể hơn gấp 3 lần so với tụ chạy. Nó ngược lại như vậy á.